Trước khi vào bài của ngày hôm nay thì có một vấn đề mà chiều hôm qua ở lớp thứ 5 tôi cũng có nói rồi. Hôm nay với lớp thứ 6 tôi cũng chia sẻ lại, bởi vì nó là một vấn đề thời sự. Cách đây mấy ngày dâng lễ dỗ cầu nguyện cho bà cố của cha Sở Hòa Hưng, rồi Đức Hồng Y gặp tôi thì ngài mới bảo là người ta cứ đến người ta hỏi về cái chuyện mà Hồi giáo người ta đang phản đối Đức Giáo Hoàng đó, mà cha có cái bài diễn văn đó không? Không có đọc sao biết là người ta phản đối làm sao không? Ở trong lớp này có ai mà đích thân đọc cả cái bài diễn văn đó của Đức Giáo Hoàng chưa? Đọc báo thì thường người ta chỉ nhắc lại thôi, chứ hình như chưa có một cái bản dịch tiếng Việt về toàn bộ bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Báo chí thì cứ nhắc đến thôi, báo này lấy lại báo khác, cứ vậy thôi. Cho nên nó có một cái nguy hiểm thế này, nhiều khi mình nghe người ta phê bình đó, nhưng mà phải đích thân để tiếp cận với vấn đề. Tôi đọc cái bài diễn văn đó là từ ở trên Internet, qua cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh, thì dĩ nhiên nó không phải bằng tiếng Việt mà bằng tiếng nước ngoài. Thế thì ở trong bài diễn văn đó đó, mình phải xác định cho rõ bối cảnh của nó. Các anh chị biết là Đức Giáo Hoàng của chúng ta hiện tại nổi tiếng là một nhà thần học lỗi lạc của thế kỷ thứ 20. Và trước khi mà Ngài làm giám mục đó, thì trong nhiều năm Ngài đã làm giáo sư thần học và làm chuyên viên thần học ở trong công đồng Vaticano đệ nhị. Ngài dạy thần học ở nhiều đại học lớn và nổi tiếng ở bên Đức. Mà về mặt tư tưởng đó thì phải công nhận Đức là số một đó. Thế thì ở một đại học có tên là Regensburg, Đức Giáo Hoàng đã dạy thần học ở đây và đồng thời làm phó viện trưởng của đại học này trước khi làm giám mục. Bây giờ Ngài về thăm quê hương thì Ngài cũng về thăm cái đại học này, và người ta mời Ngài diễn thuyết. Những người đến nghe đó không phải là người bình dân mà là các nhà khoa học. Phải xác định cho nó rõ như vậy. Cho nên tôi bảo đảm rằng cái bài diễn văn này mà có dịch ra được tiếng Việt đi nữa thì chắc là chúng ta mà đọc thì được chừng trang là bắt đầu chán này. Bởi vì nó mệt quá. Rất hay và rất sâu sắc về mặt tư tưởng. Nhưng nếu mà mình không ở trong ngành và không có quen đó thì sẽ cảm thấy rất là khô khan và mệt. Thế trong bài diễn văn đó thì có một chỗ nói đến cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng không phải lời của Ngài mà Ngài trích dẫn lời của một nhân vật trong cuốn sách đó. Cái cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo ở đây là giữa một ông vua nổi tiếng là Uyên Bác, có tên là Manuel đệ nhị Paleologos, và một học giả người Ba Tư đại diện cho bên Hồi giáo. Thế thì trong cái cuốn sách mà kể lại cuộc đối thoại giữa hai người này thì có một câu mà Đức Giáo Hoàng trích dẫn thế này. Ông Hoàng đế này, ông ấy nói, ông ấy nói với vị học giả Ba Tư đó, ông hãy chỉ cho tôi xem là Mohammed đem đến cái gì mới, và ông sẽ thấy là toàn những chuyện xấu xa và phi nhân. Chẳng hạn như là ông ta ra lệnh là phải truyền bá đức tin mà ông rao giảng bằng gương giáo. Đấy là cái câu mà người ta đóng đinh Đức Giáo Hoàng. Đấy là cái câu mà người ta ghim Ngài vào đó và lên án là Ngài
Ngài kết án, Ngài nhục mạ Hồi giáo và có những phản ứng dữ dội. Thế nhưng mà nếu ta đọc tiếp á, thì cái câu đó nó không nằm một mình, mà câu đó nó tiếp theo cái câu này nè. Đó là vị hoàng đế nói tiếp: Thiên Chúa không vui mừng với việc đổ máu, và nếu không hành động cho phù hợp với lý trí thì điều đó là đi ngược lại chính bản chất của Thiên Chúa. Đức tin được phát sinh từ linh hồn chứ không phải từ thân xác. Bất cứ ai muốn dẫn đưa người khác đến với đức tin thì người đó cần phải có khả năng để nói, để lý luận cho đúng đắn, chứ không cần đến bạo lực và đe dọa. Rồi còn nói tiếp, để thuyết phục được một linh hồn thì người ta không cần đến một cánh tay mạnh mẽ, hay là bất cứ một loại võ khí nào, hay bất cứ một phương tiện nào nhằm đe dọa và giết chết con người. Cái câu hay quá, phải không? Cái câu quá hay, bởi vì nói rõ ràng là không thể nào mà dùng bạo lực để truyền bá đức tin được, và không thể nào nhân danh tôn giáo mà biện hộ cho bạo lực được. Câu quá hay, người ta lại không nhắc đến câu này, cứ vin vào cái câu ở trên thôi. Đấy chỉ là một đoạn ngắn, còn trong toàn bộ bài diễn văn này thì phần này rất nhỏ, không đáng kể. Toàn bộ diễn văn là nói đến tương quan giữa đức tin và lý trí và đại học. Đại khái đó, Ngài lập luận như thế này này: đức tin của con người đặt nền ở trên lý trí, và chính vì đặt nền ở trên lý trí đó, cho nên khi nào mà chúng ta hành động nó không phù hợp với lý trí đó, là ta đi ngược lại với chính bản chất của Thiên Chúa. Mà bởi vì đức tin đặt nền ở trên lý trí, cho nên trong khuôn viên của một đại học là nơi mà phát huy lý trí đến mức độ thật cao đó, thì sự hiện diện của khoa thần học là một sự hiện diện hợp lý. Bởi vì thần học không phải chỉ vin vào đức tin theo cái nghĩa cảm tính, nhưng mà thần học vận dụng cái khả năng suy tư của lý trí để đào sâu đức tin của mình. Và Đức Giáo Hoàng còn nói rằng ngày hôm nay đó, người ta giới hạn cái lý trí của con người vào lãnh vực thử nghiệm. Cái gì mà tôi thấy được, tôi đưa vào phòng thí nghiệm được, tôi chứng minh được thì tôi mới cho là nó có lý. Và một khi lý luận như vậy thì Thiên Chúa này, đời sau này, những thực tại siêu hình, zero, bị gạt ra bên lề cuộc sống con người. Mà như vậy thì con người càng ngày càng nghèo đi. Đấy là cái thảm họa của thế giới ngày hôm nay. Tôi nói sơ sơ một hai tư tưởng của Đức Giáo Hoàng, các anh chị thấy hay lắm chứ, sâu sắc lắm. Một nhà tư tưởng lỗi lạc mà, chứ đâu phải chỉ có một hai câu đó mà rồi người ta cứ vin vào để mà vội vã lên án. Cho nên chúng ta rút ra được cái bài học thế này: mình nghe phê phán điều gì thì phải bình tĩnh, và phải tiếp cận chính vấn đề, tìm hiểu chính văn bản chẳng hạn, chứ không phải là nghe người khác nói nào thì mình cũng lại nghĩ y chang như vậy. Nhất là thời đại của báo chí, của các phương tiện truyền thông ngày hôm nay, là cứ đem lên nói thôi, mà nhiều khi chính cái người nói cũng không biết gốc nó là cái gì, bởi vì chưa đọc bao giờ, chỉ biết kể lại thôi. Không phải là bởi vì Ngài là cha chung của chúng ta mà chúng ta phải bênh, nhưng mà thực sự là ngay cả Ủy ban châu Âu sau đó người ta cũng lên tiếng, và người ta nhấn mạnh rằng không thể rút một câu nói ra khỏi cái văn mạch của nó. Và Đức Giáo Hoàng trong cái bài diễn văn này là Ngài nói với cái giới học giả mà, giới nghiên cứu mà. Và ở trong đại học thì cái điều quan trọng là sự trung thực và tự do. Người ta phải được tự do để làm công tác nghiên cứu, và làm sao nghiên cứu một cách trung thực. Thế cho nên khi mà Ngài trích dẫn một văn bản đó,
thì không phải đó là ý kiến của Ngài, nhưng mà Ngài trích dẫn để nhằm minh họa cái vấn đề. Mà điều Ngài muốn làm nổi bật ở đây đó, nó là cái chỗ mình có đức tin nhưng mà đồng thời phải hành động phù hợp với lý trí. Cái từ lý trí này thực sự là đối với Kitô giáo Logos, mà chúng ta dịch là lời. Từ nguyên thủy đã có Logos, từ nguyên thủy đã có lời, và cuối cùng thì Logos này là người, lời đã là người và ở giữa chúng ta. Cho nên cái sự gắn bó giữa Logos, lời, lý trí và Thiên Chúa rất là chặt chẽ. Tôi chia sẻ với các anh chị một chút về vấn đề này, nó là thời sự. Nhiều khi thì mình cũng nghe ở trên truyền hình, ai tôi có nghe mà, đọc báo tôi có đọc, không chỉ Công giáo Dân tộc, cả báo Tuổi Trẻ cũng có đăng nữa. Nhiều khi mình không có nắm vấn đề thì dễ bị hoang mang. Cho nên xin chia sẻ chút trước khi vào bài. Thế hôm nay chúng ta tiếp tục đọc sách Isaiah ở chương 13 cho đến chương 23. Ngay ở phần đầu trong bài mà tôi gửi cho các anh các chị, tôi đã đưa ra một cái ghi nhận thế này. Trong truyền thống, các ngôn sứ nhiều lần loan báo thảm họa đổ xuống các dân tộc. Anh chị cứ để ý mà xem, không chỉ Isaiah mà thôi, mà các vị ngôn sứ khác nữa loan báo thảm họa nhiều lắm. Đến nỗi mà có một vị ngôn sứ bị người ta xua đuổi, bảo thôi thôi, ông đi về quê của ông mà làm ăn. Nhớ không? Đi về quê của ông mà làm ăn, Amos đấy, chứ đừng có đến đây mà loan báo thảm họa. Bởi vì tâm lý tự nhiên của con người, người ta không có muốn nghe, không muốn nghe nói về những chuyện buồn, về những thảm họa, về những lời lên án, mà người ta chỉ thích nghe những lời xua định. Mà chính vì những lời xua định đó mới chết. Cho nên người ta nói đi tìm một người bạn đích thực là khó lắm. Một người bạn mà dám nói thẳng thắn và chân thành với chúng ta về những khuyết điểm của mình, và mình có thể đón nhận được cái lời đó là khó lắm. Thế nhưng lời loan báo này lại mang một giá trị tích cực cho những tâm hồn biết lắng nghe. Thánh Francisco Xavier có hàm mấy tuổi mà đã nổi tiếng là thông thái ở bên Đại học Paris. Thế mà có cái ông thọt chân ấy, ông ấy cứ đi tới đi lùi, gặp đâu ông ấy cũng nói mà lời lãi cả vào thế gian mất linh hồn thì được ích gì. Nghe có bực không? Nhưng mà riết được cái lời đó, nó thấm vào tâm hồn và nó đem lại lợi ích cho Thánh Francisco Xavier và qua ngài cho biết bao nhiêu linh hồn. Đến tháng 12 này là chúng ta kỷ niệm 500 năm Thánh Francisco Xavier, thì chắc là sẽ có tổ chức lớn ở Á Châu và ở ngay cả giáo phận chúng ta đó. Thành thử ra những lời loan báo về thảm họa đó nó có giá trị tích cực nếu mà mình biết lắng nghe. Có điều lúc nãy tôi nói với các anh chị là tôi không biết là trong nhóm chia sẻ đó thì có cảm thấy hứng thú không? Bởi vì những lời loan báo ở trong Isaiah 10 chương này xem ra nó xa lạ với chúng ta. Toàn là Assyria với lại Moab với lại Ai Cập, đâu đâu chả có liên quan gì đến mình. Dễ cảm thấy nó xa vời, khó hiểu. Thế nhưng hy vọng rằng nếu mà chúng ta chú tâm đó, thì trong sự soi sáng của Chúa Linh Thần, ta vẫn có thể rút ra được một số bài học cho đời sống đức tin của mình. Và chắc là các nhóm đã chia sẻ cho nhau nhiều suy nghĩ, nhiều cảm nghiệm. Ở đây tôi xin đóng góp 2 điểm thôi. Thứ nhất là sự sụp đổ của Babylon. Sấm ngôn về sự sụp đổ của Babylon
Để phân tích cho nó cụ thể thì mời các anh chị lấy Isaiah chương 14. Và tuy hơi dài nhưng mà chắc chúng ta phải cùng nhau đọc để rồi mình dễ tập trung mà phân tích hơn. Chương 14 nhé. Chúng ta sẽ đọc từ câu 3 cho đến câu 21. Bởi vì như vậy thì nó mới chọn mạch văn được. Tới ngày Đức Chúa cho ngươi được an cư lạc nghiệp, hết phải khổ đau, thoát cảnh ba đào và không còn phải gánh chịu cảnh lao động nặng nhọc nữa. Lúc đó ngươi sẽ cất lên lời ví von châm chọc vua Babylon sau: chẳng lẽ kẻ hà hiếp đã tàn đời, trò khủng bố của y đã chấm dứt rồi sao? Đức Chúa đã bẻ gãy ngọn roi của phường gian ác và cây gậy của những kẻ thống trị. Kẻ nổi lôi đình, đánh đập các dân, đánh đập không ngừng. Kẻ nổi cơn thịnh nộ thống trị các nước, rượt đuổi hoài không chút xót thương. Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàng, người người reo vui hớn hở. Cả những cây chắc, những cây bá hương núi Ly Băng cũng hoan hỉ vì ngươi. Từ khi ngươi nằm xuống, thợ xẻ cây không còn lên đốn chúng tôi. Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động để ra đón ngươi vào. Vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết, tất cả những kẻ quyền uy trên đời, và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng. Tất cả những người ấy đều lên tiếng nói với ngươi: như chúng tôi, cả ngài nữa, ngài cũng yếu nhược, ngài cũng nên giống như chúng tôi rồi. Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ cùng với tiếng hạc cầm của ngươi. Nệm của ngươi là giòi, mềm của ngươi là bọ. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời xa xuống rồi sao? Này kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ, họ nhìn thẳng vào ngươi. Phải chăng đây là con người đã từng làm chuyển rung cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên, từng biến thế giới nên như sa mạc, làm cho các thành thị tan hoang, không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm? Mọi vua chúa các dân tộc đều an nghỉ trong vinh quang, ai có mồ người nấy. Còn ngươi, ngươi đã bị liệng ra khỏi mồ như một mầm non ghê tởm, nằm trong đám người chết vì gương đâm, trên những phiến đá dưới vực thẳm, tựa thây ma bị người ta giày xéo. Ngươi sẽ chẳng được sum họp với chúng nơi phần mộ, vì ngươi đã tàn phá xứ sở và giết hại dân ngươi. Dòng dõi phường gian ác muôn đời sẽ chẳng còn ai nhắc nhớ. Vì tội lỗi cha ông, hãy chuẩn bị tàn sát con cái chúng, kẻo chúng đứng lên chiếm hữu đất đai và xây dựng phố phường trên khắp mặt đất. Sấm ngôn của tiên tri Isaiah rất dài. Trong này có một vài chi tiết các anh chị để ý ở câu 12 đó. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh. Tinh tú rạng ngời, đây là bản dịch tiếng Việt Nam của chúng ta. Ở trong sách chú giải mà tôi đọc, cái chỗ này Lucifer. Anh chị có nghe Lucifer chưa? Chắc chắn là quen rồi. Đấy, thế thì Lucifer nghĩa là gì? Hả? Satan. Sao nữa? Kiêu ngạo. Rồi sao nữa?
ánh sáng. Nghĩa chính ở trong tiếng Latin Lucifer, người mang ánh sáng. Ở những nhà dòng mến thánh giá, khi ta bước vào, ta hay gặp cái câu tiếng Latin là Per crucem ad lucem, nghĩa là qua thánh giá đến với ánh sáng. Ánh sáng, thấy không? Lucifer, nghĩa gốc của trong tiếng Latin là người mang ánh sáng. Và đây cũng là tên gọi của ma quỷ trong Thánh Kinh. Gọi là Lucifer, gọi là Satan, gọi là tên nói dối, tên cám dỗ. Và cái bài ca này một phần nó nổi tiếng với cái từ Lucifer ở đây. Và ở trong câu 12 này này: hỡi tinh tú rạng ngời, hỡi Lucifer con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời xa xuống rồi sao? Tiên tri Isaiah dùng cái câu đó để nói về sự sụp đổ của Babylon. Và nếu chúng ta nhớ lại tin mừng theo Thánh Luca, lúc mà Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, và khi các môn đệ trở về đó, thì Thánh Luca kể thế này: nhóm 72 trở về hớn hở thưa với Chúa: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy thì cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Chúa Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Anh chị có thấy cái mối liên hệ với câu này chưa? Như một tia chớp từ trời xa xuống. Và nên tiên tri Isaiah ở đây dùng cái hình ảnh này để diễn tả về sự sụp đổ của Babylon. Và nội dung chính muốn nói lên trong bài ca này đó là những kẻ kiêu căng mà muốn trèo cho thật cao thì cuối cùng rơi xuống cái chỗ mà thấp nhất. Thế cho nên ở trong bài này ta mới gặp những câu đây này: những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ, họ nhìn thẳng vào ngươi. Phải chăng đây là con người đã từng làm chuyển dung cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên? Thế mà bây giờ ra như vậy đấy. Cho nên thêm bài học nữa về cái gọi là cái tính bất tất của con người. Cái vinh quang thế gian nó chóng tàn. Nó lúc nào mà Chúa ban cho tí vinh quang thì cũng đừng vội mà bám vào đấy, rồi nó tàn lúc nào không biết. Và ở đây nếu mà các anh chị quan sát kỹ đó, thì ta sẽ gặp cả hình ảnh của Adam và Eva nữa. Tức là ở trong câu thứ 14 đó: ta sẽ vượt ngàn mây phẩm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhớ lại sách Sáng Thế chương 3 câu 5 coi. Lúc mà con rắn nó cám dỗ bà Eva đó, thì nó nhử bà ấy làm sao? Ăn cái trái cấm này nó không làm sao đâu, nhưng mà khi ăn rồi thì mắt sẽ mở ra, biết điều thiện điều ác, và sẽ nên như Thiên Chúa. Cho nên cái tội không phải là cái chuyện là ăn cái trái đó, mà cái tội là ở cái chỗ kiêu ngạo, muốn nên như Thiên Chúa. Rồi cuối cùng đọc tiếp cái câu chuyện về sa ngã mà chúng ta đã học rồi đó, cũng chương 3 nhưng mà câu 23 đến câu 24 đó, thì ta sẽ thấy là hai ông bà bị Chúa đuổi khỏi vườn địa đàng. Cho nên nội dung chính mà tiên tri Isaiah muốn làm nổi bật ở trong cái bài ca này: những kẻ kiêu căng mà muốn trèo lên thật cao đó rồi thì sẽ bị hạ xuống thật thấp thôi. Không chỉ đế quốc Babylon, mà ngay từ khởi đầu lịch sử nhân loại,
Adam, Eva cũng đã như thế. Và trong suốt dòng lịch sử, cứ hết chuyện này đến chuyện kia, nó vẫn lặp lại cùng một kinh nghiệm như vậy. Ngay ở Việt Nam mình cũng thấy thôi. Thế thì bây giờ mình là Kitô hữu, mình đọc những lời của tiên tri Isaiah. Tôi giới thiệu cho các anh chị một cái đoạn văn ở trong sách Khải Huyền, tức là cuốn sách cuối cùng của Tân Ước. Các anh chị lấy sách Khải Huyền ra ở chương 17. Trước khi mà ta để ý một vài câu trong chương 17 và chương 18 đó, thì các anh chị nhớ dùng tôi cái bối cảnh này. Sách Khải Huyền được viết trong một cái bối cảnh là lúc bấy giờ các Kitô hữu bị bắt bớ và bách hại rất là ác liệt ở trong đế quốc Roma. Và sách Khải Huyền được viết sử dụng một cái thứ ngôn ngữ đặc biệt khó hiểu lắm, đó là ngôn ngữ biểu tượng. Cho nên sớm muộn gì rồi thì chúng ta cũng học sách Khải Huyền thôi, sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà đây là tôi nói để có ý mình đọc vào thì mình hiểu hơn. Người ta dùng cái ngôn ngữ biểu tượng, những hình ảnh này, những nhân vật này, những con số này, những thời kỳ này. Mình đừng có bám vào nghĩa đen mà phải hiểu cái ý nghĩa được lồng chứa ở bên trong. Trong cái bối cảnh bắt bớ và bách hại đó, sách Khải Huyền được viết ra để nuôi dưỡng niềm tin, niềm hy vọng của người Kitô hữu. Tin vào cái sự chiến thắng tối hậu, sự chiến thắng cuối cùng của tin mừng của nước trời. Thế ở đây chẳng hạn các anh chị lấy chương 17, câu 13 đến câu 14. Babylon bị trừng phạt, đó là cái tựa đề chung. Còn ở câu 13 và 14 chúng ta đọc làm sao? Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho con thú. Chúng sẽ giao chiến với con chiên và con chiên sẽ thắng chúng, vì con chiên là chúa các chúa, vua các vua. Những kẻ đi theo người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn và luôn trung thành, cũng sẽ thắng. Con chiên ở đây là ai vậy? Là Chúa Giêsu, phải không? Con thú ở đây là ai? Là Satan, là ma quỷ. Và những người đi theo con chiên, những người được con chiên kêu gọi và tuyển chọn và trung thành với con chiên, trung thành với Chúa Giêsu cho đến cùng, thì cho dù ngày hôm nay bị bắt bớ, bị bách hại, cuối cùng sẽ chiến thắng. Cái âm vang rất rõ của bài ca tiên tri Isaiah nằm ở đây. Rồi tiếp xuống dưới là chương 18. Các anh chị ngay câu thứ nhất cho đến câu thứ ba này. Sau đó tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống với quyền hành rộng lớn và vinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. Người lên tiếng hô mạnh mẽ: sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Bởi vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó, vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và các con buôn trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó. Sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Babylon ở đây không phải là Babylon của thời Cựu Ước, mà Babylon ở đây là hình ảnh để nói đến Roma. Và ở mọi thời đại, Babylon này là hình ảnh về sự ác, về sự dữ. Có ý giới thiệu cái đoạn văn Khải Huyền này đối chiếu giữa Cựu Ước và Tân Ước để các anh chị thấy có mối quan hệ, mối tương đồng như thế. Thế nếu ý nghĩa mà tiên tri Isaiah muốn nhấn mạnh như chúng ta vừa mới phân tích đó, đó là những người nào mà muốn trèo lên thật cao á,
thì cuối cùng rơi xuống thật sâu. Và đó là con đường mà nhân loại đã đi khá thường xuyên, từ Adam Eva cho đến Babylon, cho đến các thời đại. Thì ngược lại, Chúa Giêsu Kitô đi một con đường khác hẳn. Tôi là tôi thuộc lòng cái đoạn này trong thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Chúa Giêsu Kitô tuy phận là Thiên Chúa, nhưng người đã không đòi hỏi được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người đã hủy mình ra không. Hủy mình ra không. Chịu lấy thân nô lệ, chết trên cây thập giá. Nhưng mà rồi làm sao? Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người, ban cho người một danh hiệu vượt trên ngàn danh hiệu, để trên trời dưới đất bất cứ ai nghe tên Giêsu thì phải quỳ gối xuống mà tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa. Ngược lại hoàn toàn, nhân loại thì đi con đường kiêu căng, muốn lên thật cao mà rồi bị dìm xuống thật sâu. Còn Chúa Giêsu là đấng ở cõi trời thì lại đi xuống. Đi xuống thật sâu trong thân phận con người, trong thân phận tận cùng của con người là cái chết, và là cái chết bi đát hơn cái chết của chúng ta. Tôi không biết là chúng ta sẽ chết như thế nào, nhưng mà tôi cứ theo kinh nghiệm bình thường thì 99% các anh chị và tôi ở trong lớp này được chết trên giường. Chúa Giêsu thì lại không được chết trên giường, mà chết ngoài đường. Và hơn thế nữa, chết treo trên một cây gỗ. Và cũng có kinh nghiệm bình thường thì chắc là khi chúng ta chết, mình cũng có một vài người thân bên cạnh. Chúa Giêsu thì cũng có một chút may mắn là có Đức Mẹ, có Thánh Gioan. Nhưng mà số đông hơn thì toàn là những người mà chúng ta gọi là quân dữ. Quân dữ. Mà nhiều khi mình quên mình cũng là quân dữ. Thành thử ra là Ngài đi một cái con đường khác hẳn. Nhưng mà chính vì thế mà từ cái tận cùng của thế gian này này, Ngài đi lên và Ngài kéo cả nhân loại lên. Hai chiều khác nhau lắm. Mà có lẽ vì hai chiều khác nhau như thế, cho nên thế gian không dễ đón nhận Chúa Giêsu. Và chưa hẳn là các anh chị và tôi tin vào Chúa Giêsu mà đã đón nhận Ngài, đón nhận cái lối sống của Ngài mà thư Philip diễn tả. Đang khi đó thì trước khi vào cái bài thơ Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa nhưng không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa, thì Thánh Phaolô đã mở đầu bằng một cái câu tuyệt vời: anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Kitô hữu là như vậy, là người mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Mình càng mang cái tâm tư đó nhiều bao nhiêu và sâu sắc bao nhiêu thì mình càng trở thành Kitô hữu đúng nghĩa bấy nhiêu. Không dễ đâu. Nhưng khi nói đến lời sấm của tiên tri Isaiah ở đây, tôi muốn giới thiệu không chỉ sách Khải Huyền mà một con đường ngược lại, đó là con đường của Chúa Giêsu trong thư Philip, để ta thấy nẻo đường của tin mừng là gì. Và cái bài học thì đương nhiên có thể rút lại rất vắn tắt là cái câu Chúa nói: ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin Chúa cho mình đã thuộc lòng cái câu đó rồi, nhưng mà mới thuộc lòng bằng cái đầu. Xin Chúa cho thuộc lòng bằng trái tim, để nó thấm vào trong đời sống của mình nhiều hơn, trong cách ứng xử của mình nhiều hơn. Một trong những thí nghiệm để chúng ta biết đó, là mình có đủ khiêm tốn hay không,
là thế này. Giả như bây giờ mà có ai khen các anh chị hay là khen tôi cái điều gì, xong rồi mình bảo chỉ đâu có gì đâu, thì cái đấy đã đủ khiêm tốn chưa? Đấy, ai cũng bảo chưa hết. Là vì làm sao? Là vì miệng thì nói thế nhưng mà trong lòng thì khoái chí lắm. Mình đủ khiêm tốn thực sự mà khi nghe ai người ta phê bình hay là chỉ trích đó, mà mình vẫn bình tĩnh đón nhận được, thì đấy mới là khiêm tốn nhé. Tôi nhớ câu chuyện Đức Gioan 23, như Ngài viết ở trong cái cuốn nhật ký của Ngài ấy. Hồi mà Ngài làm khâm sứ tòa thánh ở một nước nào, có một linh mục phê phán Ngài kịch liệt, viết một cái lá thư phê phán đủ điều, hình như là giọng điệu cũng nặng nề. Thế rồi thì không biết Chúa run rủi làm sao, thì sau khi làm khâm sứ tòa thánh thì Ngài về Italia, rồi làm giáo chủ ở Venice, rồi cuối cùng 80 tuổi rồi được bầu làm giáo hoàng. Thế khi Ngài làm giáo hoàng đó thì có cái phái đoàn của cái nước, trong đó có ông linh mục đấy, đến để triều yết, vào gặp riêng nữa. Và ông linh mục thì cứ lo ngay ngáy ở trong lòng, Chúa từ ngày xưa phê phán ông như vậy mà bây giờ ông làm đức giáo hoàng rồi, không biết ông còn nhớ không. Đến khi mà vào triều yết đức giáo hoàng, cả nhóm gặp xong rồi, Ngài mới mời cái ông cha đó ở lại, lại càng rét. Ngài mới đem cuốn sách nguyện của Ngài ra, mở cuốn sách nguyện đó, trong đó có cái thư còn y nguyên. Nhưng mà Ngài nói với ông linh mục đó thế này: tôi cảm ơn cha, cha viết cho tôi cái thư. Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc lại để xét mình. Nếu tôi không có những điều mà cha nói thì tôi tạ ơn Chúa. Còn nếu tôi có thì tôi xin Chúa giúp để tôi sửa mình. Thế mới là khiêm tốn, đúng không? Thế còn chúng mình nghe người ta khen mà Chúa thì đâu có gì đâu, nhưng mà nhớ ai mà chạm đến sừng cồ lên phản ứng ngay. Cho nên cái câu mà Chúa nói thì mình thuộc lòng rồi. Nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống thì sẽ được Chúa lôi lên. Thuộc lòng rồi, nhưng mà xin Chúa cho thuộc lòng bằng trái tim, để nó từ từ nó thấm vào cách ứng xử ở đời của mình. Đấy là cái lời sấm của tiên tri Isaiah về Babylon, rất là nổi tiếng đấy. Tôi nhớ lần trước là tôi có nhắc các anh chị hai cái sấm ngôn của Isaiah mà được giáo hội công giáo chúng ta sử dụng ở trong cử hành phụng vụ và là những ngày lễ quan trọng, đó là lễ Giáng sinh và Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Cái đoạn mà chúng ta vừa đọc và phân tích á, thì không có được dùng ở trong cử hành phụng vụ. Thế nhưng mà cũng là một sấm ngôn rất nổi tiếng. Bây giờ có một cái đoạn cũng hơi lý thú, đó là cái chuyện ông tiên tri Isaiah quần áo không thấy đâu cả, ngôn sứ ở trần ở chương 20. Đấy, ở đây cũng thế. Mình đọc mình cứ hiểu theo nghĩa đen thì nó đâm ra là khó hiểu lắm đó. Đoạn này thì ngắn thôi, nào chúng ta cùng nhau xem lại một chút nào. Ở chương 20 đó, từ câu 1 cho đến hết câu 6. Vào năm vua Assur là Sargon biệt phái tướng tổng tư lệnh đến giao chiến và hạ thành Adốt, thì chính lúc ấy Đức Chúa phán qua trung gian của ông Isaiah con ông Amốc rằng: hãy bỏ miếng vải thô ngang thắt lưng ngươi đi và cởi dép khỏi chân. Theo lời dạy, ông đã ở trần và đi chân không. Đức Chúa lại phán:
Cũng như tôi tớ ta là Isaiah suốt 3 năm trường đã ở trần và đi chân không, để nên dấu chỉ điềm báo cho người Ai Cập và người Cút thế nào, thì cũng vậy vua Assur sẽ dẫn người Ai Cập đi tù và người Cút đi đầy. Trẻ cũng như già, mình trần chân không mông hở, thật là nhục nhã cho người Ai Cập. Những ai xem Cút như mối hy vọng và Ai Cập như niềm tự hào sẽ phải sợ hãi và xấu hổ. Ngày ấy dân cư miền duyên hải này sẽ nói: đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Assur? Phần chúng ta trốn ở đâu bây giờ? Cái câu này mà áp dụng cho thời ngày hôm nay thì không biết là nó có thích hợp lắm không. Cũng vậy vua Assur sẽ dẫn người Ai Cập đi tù và người Cút đi đầy, trẻ cũng như già, mình trần chân không mông hở. Thế nhưng mà thời này nó đang là thời trang đấy, có đúng không? Thời trang đấy chứ. Ra ngoài đường thấy mình trần nhiều lắm, mà đâu có phải đi đầy, hạng sang mới có áo đấy mà mặc. Nhưng mà sự kiện tiên tri Isaiah trong 3 năm trời mà ở trần và đi chân không đó, thì đó không phải là Ngài chọn lựa một cái lối sống theo nghĩa tự nhiên, mà là trở nên một dấu chỉ và một điềm báo. Có nghĩa là Isaiah không chỉ rao giảng lời của Chúa bằng lời nói, mà còn bằng hành động. Khi chúng ta nói đến mạc khải của Thiên Chúa, thường mình chỉ có nghĩ đến lời, mà mình quên mất rằng Thiên Chúa mặc khải không chỉ bằng lời mà còn bằng hành động. Hình như tôi có nhắc các anh chị điều này ít là một lần. Hành động, chẳng hạn cái hành động sáng tạo của Thiên Chúa, hành động giải thoát Israel ra khỏi Ai Cập, những hành động rất vĩ đại. Và ngay cả khi ta đọc sách Phúc Âm cũng thế, nhiều khi mình chỉ để tâm đến lời của Chúa Giêsu mà mình không chú ý đến cử chỉ và hành động của Chúa Giêsu. Cử chỉ và hành động, Ngài chạm đến người phong cùi, Ngài đến nhà một người tội lỗi ăn cơm chung với người ta, Ngài để cho một cô gái điếm xà vào chân, rửa chân cho Ngài. Đấy, hành động. Nhiều khi mình không để ý, mà mạc khải của Thiên Chúa là ở đấy, không chỉ ở lời mà còn ở hành động. Điều này phù hợp với khám phá của khoa tâm lý ngày hôm nay. Người ta nói là chúng ta diễn đạt cái thế giới nội tâm của mình đó bằng 2 cách. Thứ nhất đó là ngôn ngữ bằng lời, và thứ hai là ngôn ngữ không lời. Và có một điều mà tôi chắc các anh chị sẽ không tưởng tượng, đó là mình cứ tưởng là người ta diễn đạt cái thế giới nội tâm bằng cái thứ ngôn ngữ này này, bằng lời nhiều, nhưng mà trong thực tế tâm lý người ta nói chỉ có 30%. Còn chính cái ngôn ngữ không lời 70%. Lạ thế chứ. Đâu cần nói gì đâu, nguyết một cái thôi là biết rồi. Đâu cần nói gì đâu, lắc đầu hay là mặt lạnh như tiền là biết rồi. Đấy, người ta nói với nhau bằng cái đó 70%. Cho nên là dù ta không biết tiếng nước ngoài nào đi nữa, cứ đi du lịch đi. Đấy, English by hand, nói tiếng Anh bằng tay, nói xong bỏ mỏi tay quá,
Tưởng mỏi miệng nhưng không mỏi tay quá. Thiên Chúa không chỉ mặc khải bằng lời nhé, mà bằng hành động. Ở đây cũng vậy này, tiên tri Isaiah rao giảng không chỉ bằng lời mà bằng hành động. Và cái hành động đó mô tả điều gì? Cái bối cảnh lúc bấy giờ, chúng ta đã đọc sách rồi đấy, nhưng mà nhiều khi dễ quên lắm, bởi vì nó không phải đất nước của mình. Đất nước Israel ngày xưa, cho nên thỉnh thoảng tôi cứ phải nhắc các anh chị là vậy. Lúc bấy giờ mình nhớ Israel bị chia ra làm hai, một bên là Israel, một bên là Judah. Thế thì cái đế quốc mà nó hùng mạnh lúc đó là đế quốc nào? Assur, Assyria. Thế thì ông Israel đó, ông ấy mới đề nghị với ông Judah này là ta hợp tác với nhau để chống lại cái anh đế quốc Assyria đó. Thế thì cái anh Judah này anh bảo không, anh không chống mà anh liên minh với anh Assyria. Rồi cái anh Assyria đó nó mới thôn tính cái vương quốc Israel, còn lại cái anh Judah mà tiên tri Isaiah hoạt động ở đấy. Thế nhưng mà lúc mà nó hùng mạnh rồi, nó quay ra nó đàn áp anh luôn. Anh mới sợ, anh mới lại liên kết một cái nước khác là Ai Cập, để anh hy vọng là bảo vệ được sự an ninh cho mình. Cuối cùng chính Ai Cập suy sụp. Thế cho nên mới có cái câu là đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Assyria. Nơi chúng ta đến ẩn náu là cái anh Ai Cập đấy. Niềm hy vọng của chúng ta là Ai Cập đấy. Bây giờ nó ở đâu? Tại sao không tựa nương vào Chúa mà lại cứ tựa nương vào thế lực của trần gian? Đấy là điều mà tiên tri Isaiah muốn nói qua hành động, là ở trần mà đi trên không. Thực sự ra thì đâu chỉ một mình Isaiah, mà chúng ta đã đọc sách của tiên tri Ô-dê rồi. Rất là hấp dẫn, Ô-dê rao giảng không chỉ bằng lời mà bằng chính cuộc hôn nhân của Ngài, phải không? Một cuộc hôn nhân kỳ lạ. Rồi mai mốt học đến Ezekiel cũng sẽ thấy vậy, Jeremiah cũng vậy. Các ngài rao giảng bằng lời và bằng cả hành động. Thế thì ngày hôm nay cũng vậy, người Kitô hữu cũng được Chúa mời gọi để không chỉ rao giảng bằng lời mà còn phải là bằng hành động, bằng đời sống của mình. Và có lẽ nó không có sát lắm đâu, nhưng mà tự nhiên khi tôi đọc cái lời sấm này với hình ảnh của tiên tri Isaiah như thế, tôi nhớ đến lời căn dặn của Chúa Giêsu cho các môn đệ khi sai các ông đi rao giảng tin mừng. Mà tôi chắc là các anh chị nhớ cái câu đó, tức là Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ thế này: hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần, hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Cái này chúng ta cũng không thể nào mà hiểu theo cái nghĩa đen được. Bởi vì nếu như vậy thì Đức Giáo Hoàng mình giờ mỗi lần đi đâu đó phức tạp quá. Phức tạp quá. Đức Hồng Y đi đâu cũng lại phức tạp quá. Nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây đó là phải ra đi rao giảng với một tinh thần phó thác tuyệt đối, cậy trông vào Thiên Chúa. Cái sự từ bỏ và sự khiêm tốn nó không sát lắm đâu, nhưng mà tự nhiên cái hình ảnh của tiên tri Isaiah, tôi nhắm mắt lại tôi hình dung Ngài cởi trần mà đi dép như vậy đó. Tôi nhớ lại cái lời của Chúa Giêsu căn dặn mình khi mà đi rao giảng phúc âm.
Thành thử ra tôi mới ghi chú cho các anh chị ở trong này, để nếu có giờ chúng ta có thể đọc rồi suy niệm thêm.